làm sáng á, dạng là tay tay, còn ta đang kia với cái việc nhanh á, hay chân tay các con nè, à lỡ như mà tam tam thằng ốc lên thằng tay lên tay thì khi vậy xong cái là vậy là mình bay rồi, tam thằng lên là xa các bạn nè, chân thôi các con nó hay thay được kia với cái nhanh tay mà đó, còn lỡ như mà tam tam thằng ốc lên nước con thì là xương sống nhưng miến, tam sét chừng nuôn mà cả lỗ mà khám nó trà, hay quỷ tới tâm nó nhưng miến chừng nuôn mà mướn nó bằng bồ nè trà, hay ní cứ nhờ với bọn con nó trà nhưng ra pin đóng tay dương dọn là hiểu chưa tính mới nó trà bởi thân là thay chắc nhưng vô tao mặt đông phở bà này tại đấy nhóm nhảy đi bị ở sợi trái chân phở pin đông là bây giờ bị miên khăn hiểu khăn tính á trà hai đấy cứ tầm so phải dưỡng trà lấy cứ đông so phải dưỡng cứ miên phân nấc là lấy dương mà mực mà thôi cái đam phải dưỡng sẵn á trà ta lấy dương mà bọ cái đam phải dưỡng sẵn đó bọn con nó trà nên nhờ lấy dương bọ đi à sợi tem lên đấy mà bọ lên trà để dân vô ảnh đi bây giờ nhỏ máu làm bay dân vô từ liêu mà đâu cái làm bay cũng ở bên chiếc sạch đấy chúng các bên đây sạch đầy sạch nữa mà sao chưa cái đam thay tê á chà hai đấy dân đi dân bay bên trên mà nè toàn khang đấy nó bằng ổn chà nè loại đam dân đấy cứ bộ rủi ro lắm nó bằng ổn đó chà và to bị dân bộ đam đi lúc dân vô bên từ liêu tập thêm bị tập ai kia tới không có nó bị bị tập kia tới mỗi tam chạy đây nhá chà ta là lỡ rủi ro thấy là lỡ dân vô từ liêu tập cái đam dân đi bộ bàn rủi ro là thấy lỡ dân liêu tập đi bằng con là lỡ cái đam thôi dưỡng từ ban liên ta rồi rồi hai nó trả lỡ dưỡng đặt lỡ dần nhưng mà toàn cặp cái đam mới vừa cặp cái đam tới việc là chỗ nhá dưỡng tôi mà đông thắng nhưng mà hàng cái nhây và dưỡng mà đón nó muốn nó trả nhưng mà hàng cái nhây sân này nhây thì mình tầm số không có nó trả hay dùng cô tâm anh dùng cô ở cái nhây đấy cứ dùng hàng kia cái té trả còn sau này cái nhây dưỡng chán dưỡng đặt tầm đông tới cái lục rồi ngay tại bằng thằng nhây còn nhóm cái bia ở sợi chán còn chân tới hai trả thôi không khẩn của ấy cha đi tòi không khẩn cái nhây bàn bia chứ ngang nhá là dùng hàng chén dùng hàng chia tay và tay chấm không ổn này tôi bị dùng hàng thân dây hới dùng chặt đam hàng tâm bao dương mà đòn á là hai cái dây dùng đặt từ mà đòn sấn hai dương chặt đam hàng này tâm so bao dương mà đòn á là hai chồng buông tâm đấy cứ nhau mặt chạm mò cái bóng ôn dùng hàng chia đồng tông như vậy nhé mỗi bên khác tâm khác bên dương thật chạm mò tới vì chung môi mình làm hay không có bên hàng ta bỏ nhung chan chắc cứ thay nhung chan đụng đông chứ cứ bị ngang chiếu không muốn cha lại tâm thao dớn cứ bán đi hàng chỉ đóng mùi rồi là hái và to mắt tiếc nhưng mà học màu hăng thì tâm thông thông bao nhiêu nhưng mà đón nó còn nó già đây là nhung chan này muốn thì cô sẽ lắc nhưng à lại đã tôi lỗi nhung chan chơi nhất không muốn già đi nhung chan chính anh đi nhung chan nguyên chơi nhất mà muốn nó chưa sẽ lập chơi sẽ lập biết cứ nhung chan chấm anh hiểu thông thông tính mà nó còn hàng thì tùy già sẽ lập biết cứ nhung chan và phần nắng á già hai to mắt anh đi đi dân hàng đi và chặt trên đôi nhau bốn chà anh đi đôi khi nè dân hàng và chặt trên đôi khi nè của anh đi đặt tới bia chui với bóng bốn á chà bây dân xa tới bia chui chà anh đi dân hàng vui rồi ở hái ở lỡ dân vô với mà đặt đông đá nó chà cũng đặt chỗ khi nè nè chẳng vui rồi ở hái và to mặt tiết dân chặt vào đá vừa cái đam gì mà đông bốn á làm gì thì bóng bốn á cứ nhóm cuộc gì chẳng bóng bốn á chà con ôn mà sao đặt tham mẹ bạn đặt nó bị thông bẹt con ôn lại cặp gì đông đông từ tu chạy bán á ta nhập cặp với những thường chạy mỏi nên con ôn mà sao nhập đam na hiện thông nhưng con viên thì pi tiếp nó già và đam na hiện là mỏi mỏi được đặt viên mà chồng hiền mà lấy gì mà đi snow với con ôn á già mình hăng đi chơi tít tít chăm tới đập bay mỏi lên thì chạy hạng tay á nhiều từ chăm lắm một con đi con ra muốn đồng bốn nhưng đặt ở đi bị chế nhau con nó chà chồng muốn mua sạp ri cà phê à ní cứ ở score ông pơ bằng con nó chà nhưng pra pri pi sạp ri này bằng con chà và to mà tiết cứ nhưng pra chỉ mùi nắng ta sẽ yếu chá ní chồng muốn mua sạp ri à ní sẽ yếu chá đó bằng con nó chà và to mà tiết nhưng pra chỉ mùi nắng tập tới mua sạp ri ở đây còn mà tiếp nhóm pra thì mùi nắng anh đi ra sẽ đẹp cha mà hô các bạn ổn trà nhóm pra thì muốn mùi sạp ri đi hay than cả lạc tiền là bạn ổn trà hay chỉ trong cáo với nhóm pra bình chồng nhóm bình chồng nhóm đặt mùi sạp ri hay dân cô biết nó ổn trà cô ở biết mà thì tới dạ còn họ nói dân chặt đám cha thế là khi nhà dân chặt đám đám cô nhá cho nhóm chặt tầm to với nhóm chỗ anh dùng đi để lại thân thôi sân chẳng cần chặt đam phải những chỗ tới nữa rồi bây giờ là chặt đam thôi hết rồi chặt đam thôi hết rồi chặt đam phải những chỗ đó rồi
ខ្ញុំជិះខ្ញីខ្លាំងបាទឆ្ងាញ់បងប្អូនណា